phải nói là cái sự đồng lòng, hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ lẫn nhau của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố rất là ấm áp, nghĩa tình và lan tỏa lớn trong cộng đồng. Nhà nước cho tiền cũng cho quà, cho đủ thứ hết. Chúng tôi cảm thấy rất là vui vì có thể góp phần của mình vào trong chương trình hôm nay. Tôi rất hạnh phúc những món quà của những mạnh thường quân cho. Cảm ơn chính quyền và cảm ơn các đoàn thể để chúng tôi được ăn Tết vui vẻ. Tết là thời điểm nhà nhà đoàn viên, người người vui vẻ bên gia đình. Tuy nhiên với những người yếu thế, kém may mắn, niềm vui ngày Tết có thể sẽ không vẹn tròn. Những đối tượng này họ càng cần đến sự quan tâm chăm lo từ cộng đồng để vui đón một cái Tết đủ đầy hơn. Để mọi người mọi nhà có thêm điều kiện đón Tết, ngay từ đầu tháng 1 năm 2024, chính quyền thành phố Vũng Tàu đã tích cực triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Gần 34 tỷ đồng, thành phố Vũng Tàu dành để chăm lo hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội dịp Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó 56% trích từ ngân sách, còn lại 44% do các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đóng góp. Năm nay không riêng gì mặt trận thành phố tổ chức phiên chợ yêu thương mà 17 phường xã đều tổ chức những cái phiên chợ yêu thương trên địa bàn của địa phương mình là một điều hết sức là đặc biệt. Thứ hai nữa là năm nay thì cái việc mà huy động cái nguồn lực để tổ chức cho các chương trình an sinh trên địa bàn thành phố là trên 34 tỷ đồng. Ngoài các cái chế độ về chính sách, phải nói là cái sự đồng lòng, hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ lẫn nhau của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố rất là ấm áp, nghĩa tình và lan tỏa lớn trong cộng đồng. Theo phát động của Mặt trận Tổ quốc thành phố, mọi người đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tích cực huy động các nguồn lực tạo ra Tết ấm. Sư cô rất là mong muốn đem đến những cái tinh thần làm sao để cho quý vị cảm thấy rằng tuy rằng mình khó khăn nhưng lúc nào kế bên mình cũng có những người đồng hành chia sẻ, đem đến những phần quà, những tinh thần để cho mình có thể có một cái Tết thật là vui vẻ, ấm áp với gia đình. Và chúng tôi ở Hội Thánh Tin Lành Vũng Tàu ở đây chúng tôi cũng chung tay để hỗ trợ đến những người dân trong cái hoàn cảnh khó khăn để có thể có một cái Tết thật là vui vẻ, ấm áp. Và đó là một công việc rất là ý nghĩa và chúng tôi cảm thấy rất là vui vì có thể góp phần của mình vào trong chương trình hôm nay. Cùng chung niềm vui đó, Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm nay, nhiều hộ nghèo trên địa bàn thành phố có được niềm vui trọn vẹn hơn khi được ở trong căn nhà mới do cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ. Thông qua các chương trình như mái ấm yêu thương, nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình đồng đội. Bà Hoàng Thị Bướm đã hơn 60 tuổi, một mình sống tại căn phòng trọ đi thuê tại phường 1 thành phố Vũng Tàu. Hàng ngày bà bán vé số để mưu sinh, cuộc sống bấp bênh vô cùng chật vật. Đến phiên chợ yêu thương tại thành phố Vũng Tàu, bà Bướm nhận được 2 túi quà đầy ắp những lương thực thực phẩm hàng ngày, nào gạo, trứng, các loại gia vị cho đến cả những loại bánh mứt ngày Tết. Những món đồ được bà Bướm phân loại, sắp xếp ngay ngắn vào từng vị trí để sử dụng dần. Những ngày Tết như ấm hơn khi nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền và cộng đồng xã hội. Tôi rất hạnh phúc những món quà của những mạnh thường quân cho, có dư đủ hết, Tết là không thiếu món gì hết, tôi cảm ơn nhiều. Bà Bướm chỉ là một trong số hàng ngàn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được những quà từ phiên chợ yêu thương do Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu tổ chức trong dịp Tết này. Về phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng được tặng, mỗi người có thể lựa chọn đến 30 món hàng. Hàng hóa đều là những lương thực thực phẩm thiết yếu, đảm bảo cho các gia đình sử dụng đầy đủ trong dịp Tết. Ngoài phiên chợ yêu thương của Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu, 17 phường xã cũng đều tổ chức các phiên chợ để chăm lo cho người khó khăn tại địa bàn của mình. năm nay nó ngay cũng nhiều món, lãnh nhiều món để dùng cái Tết này. Và không biết nhiêu mà tôi kể nữa, nhiều lắm. Nào gạo, mứt, bánh, kẹo, mì, cá, đều đủ thứ hết. Tôi cũng xin cảm ơn trong mặt trận có lòng giúp đỡ. Thành phố Vũng Tàu rất là chăm lo đến và quan tâm đến đời sống và cũng như vật chất cho những người như chúng tôi là được ưu tiên và cũng được là hạnh phúc được nhận cái món quà để chia sẻ cái nỗi khó khăn của chúng tôi, và đồng thời để chúng tôi cùng với lại Đảng và Nhà nước và nhân dân và các của bà con Vũng Tàu là cảm ơn chính quyền và cảm ơn các đoàn thể để chúng tôi được ăn Tết vui vẻ. Xuân cận kề, căn nhà cũ xuống cấp của bà Đỗ Thị Thiền, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu cũng vừa được thay áo mới nhờ sự hỗ trợ nguồn lực từ Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu. Trong căn nhà, bà Đỗ Thị Thiền và cháu gái đang mải miết dọn dẹp, trang hoàng căn nhà để đón Tết. Một mình bươn chải bán nước để nuôi cháu gái học đại học. Có căn nhà, mọi khó khăn với hai bà cháu như tan biến, niềm vui đón Tết như được nhân đôi trong dịp Tết này. Được cái nhà mới thì bà cũng rất mừng. Thì thí dụ mà con cháu rồi nó tới ha, chị em ở xung quanh xóm đó tới thì người ta cũng nói cha mà hôm nay cái nhà đẹp quá là mừng phấn khởi lắm. Cháu nó ăn Tết xong mà nó đi học thì nó cũng yên tâm. Bà ngoại ở nhà cũng được ấm cúng rồi. Vậy là quá mừng rồi. Đối với những gia đình vẫn còn là hộ nghèo, ngoài sự san sẻ từ các mạnh thường quân còn được đảm bảo nhiều chế độ khác. Năm nay, từ nguồn ngân sách, mỗi hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 1.300.000 đồng. Những hộ hưởng chế độ bảo trợ xã hội còn được nhận trợ cấp tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào cùng một thời điểm để có điều kiện sắm Tết tươm tất hơn. Vừa là hộ nghèo, lại là đối tượng hưởng trợ cấp xã hội. Tết năm nay, bà Phan Thị Ngọc Lệ, 81 tuổi ở phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu nhận được gần 3.300.000 đồng. Với bà Lệ, đây là số tiền lớn nên bà chỉ trích ra một khoản nhỏ để tiêu, còn lại bà gói ghém để dành. Bởi dịp Tết, bà đã nhận được nhiều nguồn hỗ trợ khác như quà lương thực, thực phẩm để ăn Tết. Nhà nước cho tiền cũng cho quà, cho đủ thứ hết. Tôi rất cảm ơn nhiều lắm. Được hết tâm như vậy tôi cũng rất vui và được hạnh phúc. Với người này, hạnh phúc là bằng lòng với cuộc sống của mình. Nhưng với người khác, hạnh phúc chỉ là khi được giúp đỡ, che chở cho ai đó cần mình. Anh Lê Khắc Dũng, một giáo viên tại thành phố Vũng Tàu, cùng các phụ huynh vẫn góp sức để san sẻ những gì mình có với những hoàn cảnh khó khăn. Những ngày qua, số tiền hơn 28 triệu đồng quyên góp được, anh cùng các học trò của mình tự tay đi mua sắm, tự chuẩn bị những phần quà, rồi lại trao đến tận tay những người nghèo, lao động thất nghiệp, lao động tự do. Trong mỗi hoạt động, anh đều cho các học trò của mình tham gia, như là cách để dạy cho các em bài học làm người một cách thiết thực nhất. Tôi cảm thấy rất là vui. Ảnh diện thì được mấy cô chú cho phần quà cho gia đình tôi ăn Tết thì tôi cũng rất mừng và cũng cảm ơn. Với tôi thì khi mình làm từ thiện không có nhất thiết là khi mình chờ mình có dư thừa thì mình mới làm, mà mình hãy cho đi cái những cái mình đang có thể là mình là chia sẻ một chút một ít mình để mình lan tỏa, chứ cuộc sống thì không biết khi nào là đủ cả. Khi mình lan tỏa yêu thương thì mỗi người một ý, mỗi người một tay giúp đỡ thì để làm cho cuộc sống nó trở nên nó tốt hơn, tích cực hơn. Những chương trình ý nghĩa đang ngày càng nối dài, những món quà gửi gắm biết bao tình cảm của cả cộng đồng dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả đều đong đầy yêu thương, mong một mùa xuân mới mang theo những ước vọng tươi sáng hơn đến với mọi nhà.